Vang vọng ở Sài Gòn xin kính chào quý vị và các bác. Khi chơi đồng hồ côn cổ treo tường thì chắc chắn rằng bác nào cũng quan tâm nhất đó là về phần âm thanh tiếng chuông. Bởi vì có thể nói rằng cái phần âm thanh tiếng chuông đó là thứ khiến cho những cái chiếc đồng hồ côn cổ này khác biệt hoàn toàn so với những cái chiếc đồng hồ khác, đúng không ạ? Ngoài cái phần thiết kế đặc biệt với những cái kiểu dáng thùng và quả lắc ra thì cái phần âm thanh tiếng chuông là thứ hết sức quan trọng để chúng ta làm tiêu chí lựa chọn một chiếc đồng hồ, đúng không ạ? Và nếu như nhắc về cái phần âm thanh tiếng chuông thì trong giới đồng hồ cổ hồ có thể nói rằng có một cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng về phần âm thanh, và chính là thương hiệu Odo. Nhưng mà trong cái thương hiệu Odo đó thì đương nhiên rồi cũng có nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau, và mỗi một cái dòng sản phẩm thì sẽ có một cái phần âm thanh tiếng chuông khác nhau, đương nhiên rồi các bác nhé. Hôm nay thì đồng hồ Vang Vọng xin được phép lấy hai cái chiếc đồng hồ thuộc hai cái đời đồng hồ nổi tiếng nhất của cái thương hiệu Odo này, và chúng cũng sở hữu những cái phần âm thanh tiếng chuông phải nói rằng là làm cái nền tảng, làm cái định nghĩa cho những cái tiếng chuông hay của giới đồng hồ. Trên đây em có hai chiếc đồng hồ đặc trưng nhất của thương hiệu Odo, đó là Odo 54 và Odo 36. Hai cái dòng đồng hồ này thì nó gần như là khác biệt nhau hoàn toàn về phần kiểu dáng. Thế nên rằng khi chúng ta chơi đồng hồ Odo có thể rất là dễ dàng để nhận biết. Những cái chiếc đồng hồ 36 của Odo thì chắc chắn rằng sẽ có một phần thiết kế thùng dài như các bác đang nhìn thấy trên màn hình nhỏ của mình đây. Cứ Odo mà thùng dài thì sẽ là 36 các bác nhé. Còn về phần thùng bè thì chúng ta sẽ có nhiều cái đời đồng hồ hơn. Nhưng mà để nói về mỗi cái chiếc đồng hồ Odo 54 thì các bác có thể để ý vào cái bộ kim, đó là kim số 8. Odo 54 thì sẽ không có thùng dài mà sẽ chỉ có thùng bè. Thế nên rằng đây là hai cái dòng nó có cái tính đặc trưng riêng của hai cái đời đồng hồ cho chúng ta có những cái lựa chọn rất là thú vị. Nếu như các bác quan tâm một chiếc đồng hồ thùng bè thì có thể chơi 54. Nếu như mà muốn có một cái kiểu dáng gọn gàng, đẹp mắt và thướt tha hơn thì có thể lựa chọn thùng dài, chính là Odo 36. Rồi, quay lại với cái chủ đề chính trong video này, đó là em muốn giới thiệu tới các bác đó là phần âm thanh tiếng chuông của hai cái đời đồng hồ rất là nổi tiếng này, đó là Odo 54 và Odo 36. Em sẽ thử từng chiếc một, em sẽ thử từ trái qua phải đi. Bên đây em sẽ thử tiếng chuông của chiếc Odo 54 trước, mời các bác cùng ngắm nhìn sơ qua một chút thiết kế và sau đó là thưởng thức âm thanh tiếng chuông. Đó, rồi. Sau đây sẽ là phần âm thanh. Cấu hình của hai cái chiếc đồng hồ hôm nay em lựa chọn thì đều sẽ là những cái chiếc máy 8 các bác nhé. Những cái chiếc máy 8 là những cái dòng đồng hồ phổ biến nhất, phổ thông và chúng ta rất là dễ dàng để tìm kiếm và sử dụng. Odo 548. Máy 8 tức là sẽ có 8 búa. Đó, sẽ có 8 búa các bác nhé. Và chơi lên giai điệu của bản nhạc đây. Tên bản nhạc là Veritable Westminster, bản nhạc truyền thống mà mọi chiếc đồng hồ chơi lên. 54 thì sẽ có gông 101 như các bác đang nhìn thấy. Đây, củ công người ta chuyện rõ này, 101. Đó. Rồi, 8 thanh gông thép và 8 đầu vô ra. Sau đây lại sẽ phần âm thanh tiếng chuông, mời các bác cùng lắng nghe. Rồi, đó là phần âm thanh của một chiếc đồng hồ Odo 54. Chắc chắn rằng cái phần âm thanh đầu ra của hai cái chiếc đồng hồ này nó sẽ khác nhau. Khác nhau tại sao? Thứ nhất là bởi vì đây là hai cái chiếc đồng hồ được làm thủ công và âm thanh thì đương nhiên không chiếc nào giống chiếc nào. Nhưng mà cái thứ hai nữa thì đó là một chiếc đồng hồ thùng bè và một chiếc đồng hồ thùng dài thì nó sẽ có hai cái bộ gông với cái chiều dài khác nhau. Thì đương nhiên rồi, độ dài của gông chính là thứ tạo lên âm thanh các bác ạ. Và bộ gông khác nhau thì đương nhiên rằng âm thanh nó sẽ phải khác nhau. Chiếc này là Odo 36 máy 8 với bộ gông chữ U. Các bác cũng có thể gọi đây là củ gông lòng máng trắng thì sẽ gọi là một cái tên gọi phổ biến hơn. Đó, với một cái bộ gông rất là dài, nó trải dài cho tới tận gần như là chạm vào lưng thùng ở dưới đây. Đó, cách đáy một chút thôi. Nhưng mà với một bộ gông này, nếu chúng ta so sánh thì có thể nói rằng nó bằng cái chiều dài của cái chiếc đồng hồ Odo 54 này thôi. Đó, được không ạ? Một bộ gông rất là dài và mang lại những cái tiếng chuông sẽ có độ ngân khác biệt hơn. Không để các bác đợi lâu thì em sẽ thử chuông luôn.
Đó, và các bác, chính đôi tay các bác có thể tự cảm nhận được đúng không ạ? Tiếng chuông của hai chiếc này là khác nhau. Mỗi một chiếc thì sẽ có những cái phần âm thanh rất là đặc trưng. Em sẽ công nhận xét rằng chiếc nào hay hơn hẳn chiếc nào cả. Mà đương nhiên rồi, đó là tùy vào sở thích của mỗi bác. Đánh giá chung thì những cái chiếc đồng hồ của Odo đều là những cái sản phẩm mang lại cái phần âm thanh tiếng chuông mà mọi người chơi đều rất là yêu thích. Đó, từ trước đến giờ như các bác cũng có thể thấy rằng ông cha ta đã chơi Odo rất là nhiều, đúng không ạ? Là những cái chiếc đồng hồ có tiếng chuông hay. Rồi, quý vị và các bác quan tâm những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo hai số điện thoại, đó là 0912011928 và 0912011947. Hy vọng rằng qua cái video ngày hôm nay thì quý vị và các bác sẽ có cho mình được những cái kiến thức và những cái trải nghiệm âm thanh về những cái chiếc đồng hồ côn cổ treo tường, và từ đó sẽ yêu thích những cái chiếc đồng hồ này hơn. Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.